Xin chào mọi người, mai phú quý nở hoa ha, hoa dụm rất là đẹp, giống như mai cánh hoa giống như mai Thủ Đức vậy, màu vàng tươi nha. Đây giấm này cực kỳ mạnh luôn nè, ghép vào những cây này rất là khỏe. Đây, nụ nhà phú quý nha, này phú quý cát tường vậy. Đây, đây cánh hoa này mọi người xem rất là nhiều rồi ha, đây, cánh hoa rất là nhiều rồi nè. Hôm nay mình thay chậu cho mấy cây nè, mấy cây này gốc cũng được nè. Thấy cái chậu này đi bán Tết thì nó xấu quá, chuẩn bị thay chậu á. Tết không Tết mình ta trưng cho nó đẹp. Đây, cái chậu này nó cũng rẻ tiền à, có ba mấy 40 ngàn vậy. Cái này chậu xi măng sơn giả đá thôi, không có nhiều tiền ha. Thay cái cây thì trưng nó bắt mắt hơn. Thì là chuẩn bị sợi dây nhôm đây. Tới gần lui là không chừng đây. Thì cắt đây khoảng là 4 tấc ha, 4 tấc sợi dây này khoảng 1 mét á, sợi dây này khoảng 1 mét. Chậu nó ẩm đi, chậu đi. Thì đây còn dưới rễ đây nè. Cây bên đây, chúng ta sẽ nhấc lên nhẹ nhàng đây. Rồi tưới trước kia ha. Những cây này thì để nó khỏe rồi, mình cũng không có lo gì hết. Nó nằm chậu lâu rồi. Những cây này nó nằm chậu là khoảng 2 năm rồi. Rất là khỏe. Nó còn một sẽ ém vào ha. Trước kia đấy thì mình neo cái góc này lại đi, neo cái góc này lại đi. Mình cố định cái góc này đi. Xíu hình cái nhà bên đây khóa chéo với nhau. Thay chậu và thay vào thời điểm này á, khoảng là tháng rưỡi trước Tết đi, chứ mà thay cận Tết quá thì thay không có hay lắm. Cận Tết quá thì thay nó bị động rễ á. Thì một cái cây bình thường thì chúng ta thay thì khoảng 2 tuần sau thì bộ rễ nó phục hồi lại ha. Cứng chắc này, chúng ta sẽ vô phần này.
này chỉ có sơ dừa với vỏ trấu thôi, không có gì hết á. Sơ dừa vỏ trấu thôi, không có gì. Rồi em chặt những cái phần dưới đây. Em vừa tay đây. Xì dừa bỏ trấu. Người ta có xì dừa bỏ trấu rồi không có đậu bỏ đậu phộng được, làm sao mà thoát nước tốt là được. Làm sao mà để cho cây thoát nước cho tốt là được. Không còn quá quan trọng trồng cái gì đâu. Trồng gì cũng được để nó thoát nước tốt là làm cho rễ nó tốt. Rễ nó tốt thì trồng cây cỡ nào nó cũng tốt ha. Rễ tốt thì nó hơn nó. Khi mà chúng ta cứ phần cứ bỏ đất đều á thì nó rất là tốt. Cây này thì gốc nó cũng già lắm ạ. Gốc nó xù xì xù xì. Gốc nó nổi u cục cục ra luôn. Chưa có môi lên gì hết á, để nguyên. Này giống này giống Phú Quý á. Phú Quý thì cái người bán cái giống này cho mình á, người ta chuyên đi bán ở vùng Bảo Lộc Lâm Đồng. Đấy, dùng thời tiết lạnh á. Ở nơi đó thì nó thời tiết ban đêm có thể xuống khoảng 11 12 độ á mà vẫn nó tốt. Đây, nó tốt thì mình nào bây giờ mình làm cái giống Phú Tân không à. Chứ không có làm mấy giống này. Cái này cũng mới làm. Đó, em vừa tay ha. Em vừa tay ha. Đó, làm này nó không có bị động đâu. Không bị động gốc, động rễ gì hết ha. Đây, bình thường ha. Cây chúng ta nuôi bộ rễ nó rất là khỏe rồi. À, giống như kiểu cây này nè. Kiểu cây này nè ha. Đấy. Cái tường này nó khỏe thì nó làm cái rễ nó khỏe ha. Đây, thích hợp ghép vào những cây mai suy, mai già đâu nè. Giờ thay xong rồi đó, rất là nhanh á. Đây, nay chúng ta có đá sỏi á, mấy viên đá viên sỏi thì chúng ta đã lót lên mặt này nè, cho nó đẹp. Đây, lấy nước tưới sơ qua ha. Khi mà thay xong nó này, chúng ta để ngoài nắng được, để ngoài nắng luôn cũng được, cũng không là để trong mát đâu. Tại vì nó cũng không bị đứt rễ, đứt tiết gì trơn á. Có tưới thì tưới giữ rễ ha. Có tưới thì chúng ta tưới giữ rễ thôi, chứ cũng không cần. Chứ cũng không có cần phân thuốc gì thôi nha. Thời gian này là mới thay xong được cái tưới phân ha. Khoảng chừng tuần hay tuần sau ha tưới phân. Chứ đừng có tưới phân liền á. Đây, im rồi nè. Đây, vậy mình cho nó mới giữ rễ đi. Đây, cũng tới đợt tưới phân đó rồi. Thì để là 3M. Để mình cho mọi người cái cách mà tưới phân như thế nào á. Khi có một số anh em gọi hỏi mình muỗng cà phê là muỗng nào, muỗng cà phê là muỗng cà phê đá của chúng ta đó, muỗng cà phê đá thì mà tùy mỗi vùng miền muỗng cà phê nó khác nhau á. Có một cái nơi xài giống kiên kỳ mình đi ở ngoài Quảng Nam á, Quảng Nam ở Chu Lai á, ở sân bay Chu Lai á, ở sân bay Chu Lai á, đây đó, uống cà phê đó ngộ lắm, cái muỗng bự chảng à, cái muỗng bự chảng muỗng cà phê đó không phải giống cà phê đá trong miền Nam á. Rồi xong rồi đó. Rồi im rồi ha, lấy tưới nè, tưới cho nó một miếng. Đây, cái muỗng cà phê là cái muỗng nhỏ xíu này nè. Cái muỗng mà chúng ta quậy uống cà phê á ha, thì chúng ta tưới cây bằng 1/4 muỗng cà phê phân thôi. N3M á, nhìn quậy N3M mình tưới cho nó. Đây, tưới N3M á, N3M là chúng ta quậy. Cái muỗng này nè. Đấy, 1/4 muỗng này chúng ta tưới cho một cái cây giống như hồi nãy ha, không có nhiều quá nha. Đấy, N3M. Đây, còn có một số người hỏi muỗng canh thế nào, muỗng canh là muỗng ta ăn cơm á. Là muỗng này nè. Đây, một cái muỗng này thì nó qua chúng ta quậy, chúng ta pha 20 lít nước ha. Muỗng canh là muỗng này, còn muỗng cà phê là muỗng nhỏ hơn. Đấy. 5 muỗng cà phê này thì được 1 muỗng canh. Canh á, đây uống canh này, uống cà phê. Canh là to thế này nha.
rồi múc nước tưới nha, múc nước tưới. Ở đây nước là nước sông, múc ở nước sông thôi, cá là dữ lắm. Đây, múc nước tưới nha. Thì cái cây đó thì một muỗng cà phê chúng ta phải quay quậy bằng một thùng này cũng được. Thùng này thì khoảng 5 lít nè, 5 lít, 8 lít gì đó. Muỗng cà phê thì chúng ta quậy nguyên cái thùng mình tưới cây cho cây ha. Một cái thùng này có thể tưới được 5-7 cây á. Đây. Để sau khi thay phân giờ chúng ta tưới nước ha. Tưới nước không thôi. Sơ qua vậy để luôn ngoài nắng cũng được, chả sao cả. Để mình chơi chỗ này của mình có mấy bóng cây nè, để chỗ vừa nắng vừa mát thôi là được. Đây, cứ sơ qua thôi, sơ qua thôi. Không gì hết, có dưỡng rễ thì chúng ta quậy dưỡng rễ chúng ta tưới vào á, quậy dưỡng rễ chúng ta tưới vào thôi, không có sao hết á. Thế là chúng ta vừa thay một cái chậu á, cái chậu này cũng được, nói chung cũng không có đẹp, không được đẹp ha. Nhìn cũng được hơn chậu xi măng. Đây. Đó, nhìn cũng được ha. Nhìn cũng được ha, so với chậu xi măng á. Đây. Rồi, xin chào mọi người á. Đây, chúc mọi người tìm mua được những cái chậu thật là đẹp á. Đến đây làm cây theo ưng ý của mình, cách thay chậu như thế nào á. Đây, thay thì chúng ta cố gắng đừng có làm động rễ, mà cứ tưới làm cho cái chắc cái phần gốc ha. Tưới nước đủ. Tưới nước đủ là cây nó sẽ khỏe thôi, không có gì hết á. Là còn giữ rễ này thì chúng ta nếu mà thay cây mà nó bị động rễ á, chúng ta dùng cái này chúng ta quậy lõn nha, chúng ta tưới nha. Đây là 3M thì quậy như thế nào đây? Chút xíu là đẹp, đây có cái muỗng nè. Rồi dùng cái phân khác được mà dùng ít thôi nha. Chút xíu, cây này thì xài chút xíu này thôi. Quậy lõn với nước là tưới thôi. Chỉ có vậy thôi chứ không có gì hết á. Nãy tưới rồi, tưới vô phần rìa gốc á, chút xíu thôi. Thì là được rồi. Không có nhiều đâu. Xíu thôi, xương xương thôi được rồi, có mớ mùi phân này ha. Rồi ha. Mai Phú Quý nè, hồi sáng mình lặt lá thử như thế nào á. Anh em giờ là đừng có thấy mình lặt lá, về nhà lặt là trụ hết là ăn tới tay luôn á. Bên nay dưới là mới có 11 âm lịch à, 10 âm lịch à. Chúng ta lặt bây giờ là ăn tới, bên nay trên là 17 rồi ha, xin lỗi. Âm lịch ở dưới là nay là 11 âm lịch, ở trên là 17 nha. Chúng ta lặt bữa nay là lại qua lạng hoạn là ăn tới tay luôn á, chứ không phải là tất ta ha. Đây, hôm nay mình lặt thử ha. Sáng lặt thử rồi thay chậu cho nó. Ở đây còn khoảng 40 cây nha. Chục cây Phú Quý đây. Giống này nè. Rất là mạnh á. Nguyên cái vàng này gần như là nó không có bị sâu bệnh, không có bị gì hết á. Lá thì giá lá giống lá Bến Tre. Nhìn thoạt ra ban đầu giống Đại Lộc ha. Đại Lộc thì nụ giống như Bến Tre. Mà kỹ thì không phải ha. Nụ tròn ha. Phú Quý đây. Rồi, xin chào mọi người ạ. Mới thay này hả? Rồi, xin chào. Quay góc anh này kỷ niệm coi. Cái góc này nó xù xì lên luôn á. Cái này già lắm rồi đó. Nổi u nó cục lên luôn rồi. Có mấy cái cục mà làm như bị ghẻ vậy ha, giống như cốc nó bị ghẻ vậy, cốc ghẻ rồi. Nó u cục lên luôn nè hả cha. Đây, nó u cục luôn ha, giống như cốc ghẻ vậy. Này nó già này, góc mai vàng á, này nó già lắm mà. Có mấy cái rễ à, cái rễ ba, cái rễ một, cái rễ hai, cái rễ ba, cái rễ u lên á. Cục luôn hết nha. Cốc ghẻ đây. Mà giống như bạch tuộc nha. Giống như con bạch tuộc vậy.
Rồi, xin chào mọi người á. Chúc mọi người thay cái chậu cây đúng cách á. Đúng cách và chăm cây thật là tốt nha. Rồi, xin chào. Nhớ là tưới phân là tưới loãng loãng thôi nha, đừng có tưới đậm nha. Tưới đậm là chết cây đấy. Chết cây là cháy rễ nha. Vườn mình ở gần nhà thờ Cái Nhâm á, xã Long Thế, huyện Gia Lấp, tỉnh Bến Tre. Mọi người nếu mà có ở gần khu vực này á, thì có gì thì ghé tham quan vườn chơi nha, ghé tham quan nhà thờ luôn. Phía bên trên nhà thờ có hai thánh Philippe Phao Nhân Minh và thánh Phêrô Trùm Lựu á. Đấy, phía trước nhà thờ đấy. Từ nhà thờ này tới nhà mình là khoảng 200m. Rồi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video này nha. Xin chào.